Ừ, thời gian gần đây á, thì như anh thấy là trà Mãng Cầu đang gây sốt trên TikTok cũng như là các trang mạng xã hội đó Quang Duy. À, nhiều quán nước nè, rồi tiệm trà cũng thu hút lượng khách hàng lớn nhờ kinh doanh thức uống này. Vâng ạ, và các bạn trẻ thì cũng nắm bắt rất là nhanh xu hướng này, đã bổ sung loại thức uống này vào menu của quán mình. Anh Quỳnh Thanh Tiến, chủ quán trà sữa trà trái cây Boss tại địa chỉ 107 đường Nguyễn Văn Cừ cho biết rằng mỗi ngày trung bình quán bán ra 200 ly thức uống các loại, thì đã có đến 150 ly là trà Mãng Cầu. Hôm nay em đến đây là để mua trà Mãng Cầu, tại vì trà Mãng Cầu dạo này nó hot trend. Hôm nay em đi với bạn lại mua nước hay để em lựa chọn trà Mãng Cầu. Thời tiết hiện nay đang nóng với em cái nó đang là một cái trend. Em ghé đây mua một lần thì em thấy nó ngon quá nên hôm nay em ghé mua lại lần nữa. Em hay đi học ngang đây nè nên em sẽ ghé đây mua nữa. Anh Tiến cho biết do sức hút của trà Mãng Cầu khiến anh gặp khó trong tìm nguồn hàng Mãng Cầu tươi. Ngoài ra giá Mãng Cầu tươi cũng tăng nhiều so với trước. Anh cho biết có nhiều quán không có nguồn Mãng Cầu tươi đã bỏ cuộc, nhưng anh vẫn kiên trì tìm nguồn hàng. Bây giờ vòng vòng Cần Thơ là em kiếm là không có luôn. Em bây giờ mới đi về mấy cái vùng mà ta trồng chuyên trồng Mãng Cầu đó chị. Em chia lại của người ta nhưng mà người ta cũng không muốn chia luôn. Tại vì có lái cái lái buôn á, nó đã bao hết rồi. Em phải chia là cái giá rất là cao người ta mới bán. Mãng Cầu em đem về là tự nhà em làm luôn. Em gọt rồi làm từ khâu chế biến ra tới thành phẩm luôn đó. Còn với quán Du Phan, địa chỉ 160B đường 3 tháng 2 của anh Phạm Trường Duy, trong những ngày qua, mỗi ngày bán ra khoảng 750 ly trà Mãng Cầu. Là sinh viên ngành y, học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ, và anh Duy cũng là người sáng tạo nội dung TikTok. Anh đã linh hoạt tận dụng sức ảnh hưởng trên TikTok của mình để mang thương hiệu trà đến gần mọi người. Qua đó, đã giúp anh rất nhiều trong việc kinh doanh. Hiện tại thì quán em có khoảng tầm 30 loại nước đó chị, nhưng mà trà Mãng Cầu hiện tại là đang best seller quán em. Một ngày trung bình em lấy hiện tại hôm nay em đã nhập 200 kg Mãng Cầu. Những ngày trước em nhập khoảng 20 kg Mãng Cầu, em bán một chừng tiếng hồ hết trơn. Em không ngờ là bán đắt vậy, khách tới khách nói trời, thấy trên TikTok nó chủ đi nhập Mãng Cầu mà lại mua không có Mãng Cầu. Khách em cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Hiện tại thì mỗi ngày em đang nhập tầm 200 kg. Trong những năm trở lại đây, việc hào hứng và đam mê với khởi nghiệp kinh doanh của các bạn trẻ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Các bạn trẻ ngày nay rất năng động và nhanh nhạy, biết nắm bắt các xu thế hot để kiếm tiền một cách hiệu quả.